Như thế nước vào này, nước muối này không chỉnh nữa. Giờ thợ là gắn em keo rồi. Thợ gắn keo rồi. Mà không xoay được cái núm này nữa. Nước vào này. Đó. Đó. Cái gắn keo này chỉ có thợ làm thôi. Chẳng ai làm cả, đúng không? Đấy, gắn keo 502 các bác ạ. Đó. Đây này, keo 502 vẫn đang dính nhỉ. Keo rất là chắc. Thợ này lại gắn keo như thế này cái chứ. Đây các bác nhìn thấy gắn keo chết chết. Đó. Đó, keo. Đó. Đó là mình 2 hẳn thôi nhá. Đó. Đó. Yeah. Chứ không phải keo dẻo nữa nhá. Keo dẻo đã tốt đúng không? Này, cái núm hoa khế này không cử động được luôn. À, không cử động được con núm hoa khế này luôn. Em bây giờ phải đục cái núm hoa khế này ra. Có mùi gì khét khét đúng không nhỉ? Đó, ôi trời, các bác nhìn thấy nó gì hết rồi. Đó. Cái thợ làm sao mà nó lại làm gắn keo mà cái này chết chết kìa. Đó. Đấy, rất là bẩn đúng không? Bây giờ sẽ vệ sinh lại cái núm hoa khế này. Nó quá lâu rồi. Khủng khiếp luôn. Vòng linh thì vẫn chạy bình thường. Đấy. Không hiểu vì sao thợ lại gắn keo đây. Cái này nó không còn bị mút nữa rồi. Đó, em sẽ kiếm một cái núm khác. Đây, núm khác của em đây. Đó, núm khác của em đây. Em sẽ thay vào đây. Và trước khi thay em vệ sinh cho cái này nó sạch sẽ đi. Chấm nước đồng hồ SK này cũng không đơn giản đâu. Khó thì không khó nhưng dễ cũng chả dễ thế nào. Đúng không ạ? À, bây giờ em thử lắp cái hoa khế nó vào xem nhé. Cái này phải lấy cái ra làm cạo thì nó dỉ nhiều quá các bác. Đó, nó dỉ quá đen xỉ thì các bác nhìn này. Đúng không? Đó. Em sẽ phải đánh rửa hết đi. Cái gì hết à? Rất bẩn đúng không? Quá bẩn luôn. Lâu lắm rồi. Anh đang thấy vẫn rất bẩn đúng không? Đó. Em sẽ thử kiểm tra lại cái này xem nó có vào được không. Đó, ok rồi đấy. Nha, em vệ sinh một tí là xong rồi. Bây giờ em sẽ thử lắp cái này vào nhá. Cái này các bác lưu ý phải dùng cái kim nhọn nhé để đẩy nhá. Nhìn thôi, con đi mà. Cái
Ây da. Rồi, bây giờ bạn xem được chưa? Wow, ok rồi. Bạn nhìn thấy chưa? Em bạn đã xong rồi này. Đấy, em đã khắc phục được cái núm mình nhé. Bây giờ đến lượt núm này. Em sẽ thay cái núm cũ của nó. Núm cũ của nó là núm mạ này các bác nhìn này. Đấy, khi là nó bị cũ thì nó sẽ bị mờ đấy. Đúng không? Kiểm tra xem này. À, núm này vẫn còn tốt, vẫn còn dùng được. À, vẫn còn dùng được. Em phải thay núm này thôi. Đấy, bây giờ em sẽ chắc chắn là nước sẽ không vào nữa rồi. Em sẽ vệ sinh ạ. Bên trong. Và cái gioăng này. Các bác lưu ý cái gioăng này nên thay nhé. Đấy. Đấy, em cạo hết, vệ sinh hết rồi. Rồi em thay cái gioăng khác. Đây. Đấy, các bạn nhìn thấy rất bẩn chưa? Rất bẩn đúng không? Cực bẩn luôn. Đó, rất đen xì đúng không? Đấy, em sẽ thay cái gioăng khác vào đây. À. Đấy, sau khi xong tôi sẽ tra dầu mỡ vào bên cái này. Cái này không cần phải tra hết mà chỉ cần tra điểm thôi, tại vì nó là đáy vặn thì mình vặn vào vô hình dung nó sẽ tự đều hết. Đó, mình cho vào kia. Các bác lưu ý về trong này rất bẩn nhé. Hôm nay mình phải vệ sinh sạch sẽ đi nhé. Vệ sinh sạch sẽ đi cho khách. Em bé bằng bà con Phi. Đấy, rất bẩn. Rất bẩn đúng không? Mình nên lấy cái bàn chải đánh răng bỏ đi hết các bác nhé. Đây là cái bàn chải đánh răng bỏ đi, mình đánh đi. Sau đó mình sẽ thổi lấy cái phủi bụi của các bác thổi đi nhé. Đó. Đó, giờ em sẽ lắp tiếp. Để căn nhiệt. Đấy, em sẽ ghi vào đây. Mình làm những cái gì mình ghi vào đây. Chống nước này. Chống lau dầu này. Cổ núm này. Chưa bao nhiêu được. Và nhiều cái nữa. Cho bạn bà đi. Cho bạn nhanh cho bạn bà. Chúng ta lắm chứ mà kiểu cứ thẹn thẹn đúng. Cháu yêu bà. Không, không ấy bà thì yêu anh đúng rồi. Các bạn thấy tôi đã hoàn thành xong cái đồng hồ này. Nó ngon lành rồi, đúng không?
Anh đi quay đây coi. Sự nước nước ok rồi. Đó. Hôm nay thấy bạn lên báo gì ạ?